Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi thì con này luôn, con này thì có đèn thôi, có đèn nó đơn giản nhưng mà độ mới cao. Con này cũng máy Nhật nha, đèn đèn đỏ. Con này thì mặt của nó mặt hột gà ha, mặt hột gà kim có dạ quang chấm bi luôn. Dạ quang kim, dạ quang chấm bi nữa. Hay luôn. Cọc số trò. Cái này kiểu màu bạc ha, mạ rơm á, mạ rơm á. Mặt sau cũng vậy thôi. Máy Nhật cả nha. Có hình con trâu nè. Rồi một con móc khóa ha. Kéo nấm nha, ra chỉnh giờ bình thường nữa. Anh em về móc khóa xe làm được. Nhìn cái dáng này cũng độc lắm. Thương hiệu Dakota, vậy là biết tiếng Nhật nha. Xe ngang của nó 39 mỏng 14 dài coi 76. Rồi, con này em bán 380 mã M1 ha. 380 mã M1. Rồi sẵn thì em vẫn còn hai móc khóa này ha. Này móc đơn giản này, móc khóa xe nè. Con này thì mã Nhật đen ha, Nhật đen. Đó. Cũng là ở ngoài đây kiểu mạ rơm á. Màu kiểu màu hơi kiểu màu màu nhớt. Còn mới lắm. Đang chạy ok hết rồi. Rồi 180k mã K1 ha. 180k mã K1. Xe ngang nó 40. 180k mã K1. Nó móc khóa cho anh em sưu tầm. À, con này thì vẫn còn này luôn, con này thì máy Nhật, Nhật Miura máy xịn luôn. À, cũng xe 40 ấy nha, 200k mã K2 nha. 200k mã K2 đó, cho anh em cần móc khóa sưu tầm. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản của bên em bao ship ha. Rồi, em xin chào nhà nha.